Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình tiếp nha. Hôm nay mình sẽ làm phần nghe và làm thêm một phần bài tập cho thầy. Ok, trước khi học thì tập ra để tự bài cho thầy. Let's go to the party lesson 2, 4, 5, 6. Ok. Đây, bắt đầu nha. Thì hôm trước thầy ôn lại bài xíu. Mình đã học về Did you go to the party? Bạn có đến bữa tiệc hay không? Yes, I did. Và báo câu mình vừa học ngày hôm qua là What did you do at the party? Là bạn làm gì ở bữa tiệc? Thì mình sẽ trả lời cho thầy một số hoạt động như Actually we had night food and drink. We play hide and seek. We chatted with friends. We watch cartoon. We sang and dance. Đó là những hoạt động. Khi hỏi mình What did you do at the party? Là hỏi mình làm gì ở hoạt động đó. Mình làm gì ở cái bữa tiệc đó. Thì mình sẽ trả lời We cộng với những cái hoạt động ăn uống, chơi, xem TV hay là ca hát nhảy múa gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ nghe nha. Open the book, what page? Page 28, trang 28 giùm thầy. Ok. Bây giờ mình nghe hai lần. Đây mình sẽ cái đây là dấu nhấn thôi. Đây là những là party nè, Sunday nè, enjoy, invite, mình nghe thử nha. Party. I went to Mai's birthday party yesterday. Sunday. They took part in the festival on Sunday. Enjoyed. We enjoyed the food and drink at the party. Invite. I want to invite Tony and Hung to my birthday party. Lần hai. Party. I went to Mai's birthday party yesterday. Sunday. They took part in the festival on Sunday. Enjoyed. We enjoyed the food and drink at the party. Invite. I want to invite Tony and Hung to my birthday party. Mình cùng đọc với thầy lại nha. Party. I went to my birthday party yesterday. Sunday. They took part in the festival on Sunday. Enjoyed. We enjoyed the food and drink at the party. Invite. We want to invite Tony and Fong to my birthday party. Ok, tôi đi tôi lại, bạn nghe thử nha. Rồi, tiếp. Max stress, bây giờ mình đánh thôi. Bây giờ đánh chỉ bạn nha. Water, một là party. Enjoy, giờ cho đáp án mình đọc cho thầy nha. Đánh vô nhắn thôi. Water. Party, enjoy, birthday, invite, Monday, comics, picnics, cartoon, Sunday, repeat, complete. Okay. Tiếp nha. Bây giờ sẽ nghe bài Trang cho nghe hai lần. What? When were your birthday? When was your birthday? 1, 2, 3, 4. When was your birthday? It was last Sunday. Who did you invite? All my best friends. What did you do? We ate cakes and sweets. Did you enjoy it? Yes, it was great. Okay. When was your birthday? 1, 2, 3, 4. When was your birthday? It was last Sunday. Who did you invite?
all my best friends. What did you do? We ate cakes and sweets. Did you enjoy it? Yes, it was great. Rồi, có hãy tôi đi tôi lại để mình nghe cho mình thuộc nha. Tiếp. Bây giờ mình sẽ đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Bài này hơi khó mọi người. Ok. Bốn câu hỏi trước khi đọc đoạn văn thì trước khi đọc đoạn văn đọc câu hỏi cho thầy. When were Nam's birthday party? When were Nam's birthday party? Là sinh nhật của Nam khi nào? Ok. Who went to Nam's birthday party? Who là ai? Who là ai? Ai đến bữa tiệc của Nam? What did Phong do at the party? Phong làm gì ở bữa tiệc? What did Linda do at the party? Bạn Linda làm gì ở bữa tiệc cho thầy? Câu 1 khi nào kiếm cho thầy thời gian. Câu 2 thì kiếm cho thầy là ai đến bữa tiệc. Ok. Và cuối cùng là Phong làm gì và Linda làm gì, kiếm cho thầy ha. À, ở đây á, nói về bạn Nam nha, cho nên là cái nào mà có ai mà có thể đổi thành he hết cho thầy ha. Đấy, rồi cho bạn 2 phút, 3 phút đi. Thầy khó. Thử ạ. Ok, thầy vừa chỉ bạn nha. À đây, my name is Nam, it was my birthday last Sunday. À, vậy là sinh nhật của Nam vào chủ nhật rồi đúng không mọi người? Đây, it was last Sunday. Who went to my Nam birthday party? À, tôi mời một số bạn cùng lớp nè, classmate là bạn cùng lớp nè. Vậy là sum up hết classmate went to the party party, là bạn cùng lớp, một số bạn cùng lớp. What did Phong do at the party? Give me Phong thầy, có phím Phong cho thầy coi. Phong đây. Phong play the guitar and Linda play the piano. À, bạn Phong thì chơi đàn guitar. Và bạn mình có thể mình không dùng chữ Phong, mình dùng chữ Hi được ha. Cuối cùng là Linda, chọn câu ha. Linda thì chơi đàn piano. Thấy mọi người. Bấm ngừng video sửa bài giùm thầy. Bấm ngừng video sửa bài nha. Cái này là hỏi mình mà cái này hỏi ông nào cũng được. When were your last birthday party? Sinh nhật mình khi nào, ai đến thì mình làm gì đó. Rồi thôi sắp tập cái làm tập cho thầy nha. Chị bài 4 nha mọi người. Thầy không biết trang mấy nữa, đây coi trang mấy ta, không biết trang mấy nữa mọi người ơi. Mọi người lật cho thầy nha. Bài 4, sắp tập bài 4. Rồi, mark stress cho thầy. Mẹ làm giùm bạn nha. Enjoy, invite, repeat, complete, return. Rồi, cái này thì mình sẽ điền vào thôi. Bây giờ mình lấy những cái từ này mình điền vào. Bây giờ là enjoy là tận hưởng, thích đó, hoặc là repeat là lặp lại. Vậy là sinh nhật của tôi thì rất là nhiều niềm vui, thì bạn bè tôi rất là thích, tất nhiên là câu A rồi. My had lots of friends last Sunday. My có nhiều bạn thì mình chỉ invite là mời nè. To remember endless word, listen and. Để nhớ từ thì mình phải repeat lặp lại. Homework là bài tập, vậy phải hoàn thành, completed là hoàn thành. Cuối cùng là trở về nhà thì mình có chữ return. Tiết học lúc kết thúc lúc 4:40, mình về nhà lúc 5:30 vậy thôi.
Tiếp bài này dễ, bấm ngưng video sửa bài. Cái này go thì go gì? Enjoy là tận hưởng cái gì? Play thì chơi, chơi cái gì? Watch là xem cái gì? Một 30 giây làm thầy. Go thì đi đâu? Đây coi nè. Go thì go to the party. Enjoy thì enjoy cái gì mấy em? Enjoy the picnic đúng không? Play thì play hide and seek. Hình như là enjoy là phải là phải em ơi, phải cái này coi. Phải enjoy the party mới đúng. Go on a picnic. Go on a picnic, đi dã ngoại em. Tận hưởng bữa tiệc mới đúng. Chơi play hand set. And what gì mới đúng nè em ơi. Chứ không phải là đi bữa tiệc nha. Xíu nữa là sai đấy. Tiếp. Cái này thì mình sẽ thêm từ vào cho thầy ha. Last Sunday đấy. Hai xích hình điểm động từ gì? Nãy mình dùng nè. Picnic hình điểm động từ gì? Dùng những cái này nãy mình liền đó cho thầy đó. Ha. We had a birthday party, we very much did you. Rồi bắt đầu. Bây giờ last Sunday, hide and seek là trò chơi thì mình phải dùng động từ là play đúng không mọi người? Play. Tiếp là picnic là đi, không đi ra ngoài thì là go on picnic. Thêm điện chữ go vào. Có bữa tiệc sinh nhật lớn thì chúng tôi rất là thích nó, enjoy it. Cuối cùng là watch cartoon on TV last night. Bấm ngưng video sửa bài. Cái này là mình sẽ nói, như trước tiên thì mình sẽ tìm hiểu câu hỏi trước nha. Where were you yesterday now? Là hôm qua bạn ở đâu? Why did you go there? Why? Là tại sao bạn đi đến đó? When were the book fair? When were the book fair là cái ngày hội sách đó, khi nào? Did you buy any books? Bạn có mua cuốn sách nào hay không? I want to buy some books, do you want to go there again? Tôi có muốn mua sách, bạn có muốn đi đến đó lần nữa hay không? Thầy chỉ bạn một cái mẹo nha. Where, ở đâu thì mình phải kiếm nơi chỗ. Why thì kiếm như chữ because là bởi vì. When là khi nào, cũng thời gian. Did you là trả lời yes hoặc là no. Còn cái này là cũng là do you want nè. Mình thầy chỉ bạn nè, câu 4 của 5 là cũng là yes no hết, nhưng mà cái để chữ đầu tiên là chữ did nè, thì trong câu phải có chữ did. Câu trả lời á. Còn chữ do thì trong câu trả lời có chữ do. Thầy chỉ các bạn nha. Câu đầu tiên. Bây giờ mình kiếm cái yes no trước đi. Yes no không? Hay chữ yes edit không? Yes edit thì câu 4 nè. Do you, yes I do là câu câu 5 nè. Hay chữ why chọn như hay chữ because. Tiếp theo là last week là thời gian thì câu 3. Cuối cùng là bạn ở đâu thì ở where the book fair. Giờ đáp án. Bấm ngưng video sửa bài. Cái này là hỏi mình em. Cái này là hỏi mình. Nó thể là when is your birthday? When is your birthday thì is cộng với ngày tháng mà on the ngày ở tháng em nghĩ ngày như thầy. What birthday present? Bây giờ thầy chỉ cách làm dễ nè. Ở đây là ngày tháng sinh nhật của mình nè, ngày tháng sinh nhật của mình ghi vô cho thầy nha. Ok, thầy ghi gì bạn cho dễ hiểu. What birthday present did you get last year? Là cái món quà mình nhận được là gì mẹ? Món quà nhận là gì ha?
cái món quà mình nhận được là gì, mình ghi cho thầy ha, cái món quà mà bạn nhận được á ha, ghi cho thầy. Mình tra tự cho tiếng Anh ra. Did you spend time with your friend? Bạn có tận hưởng cái thời gian sinh nhật với bạn bè không? Nếu này có thì ghi là yes đi. What did you do there? Thì mình trả lời là we cộng với 5 cái hoạt động mình học em. À, ăn uống chơi gì đó ghi cho thầy ha, we gì đó. Did you enjoy it? Là có không? Đương nhiên có thích không? Đương nhiên có. Yes, I did. Ha. Còn câu 1, câu 2 các bạn tự ghi nha. Bấm nguyên video sửa bài. Cái này mình điền vào cho thầy nha. Trước khi điền mình nhìn vào cho thầy. À, Monday là thứ hai, was invite là mời, do took vậy thì mình sẽ kiếm cho thầy. Rồi, mình bấm cho bạn 2 phút bắt đầu mình làm nha. Bây giờ thầy sẽ gạch cho bạn một số từ khóa nha. When, sinh nhật khi nào vậy thôi. Last giống như thời gian. Did you last May? Last May là bạn cùng lớp nè. What did you gì đó at a party mình mới học xong. À, photograph thì mình cái động từ nào mà cộng với cái chữ photograph này sẽ ra chụp hình. Cho bạn một phút để vô. Rồi. Thầy sửa bài nha. When thì when were. Sinh nhật khi nào? It was last Monday. À, thứ hai rồi. Bạn có đến buổi tiệc không? Yesterday. Did you? Bạn có mời không? Invite bạn mời bạn bè. What did you do? À, tặng quà và chụp hình trước a lot photo and action. Bấm ngưng video sửa bài. Bấm ngưng video sửa bài giùm thầy. Cái này mình sẽ đọc đoạn này, mình xem nó đúng hay sai bây giờ. Thầy chỉ với bạn trước nha, câu 1 nè. The book fair was at Nam School last Saturday. Mình sẽ để những cái trên này nè. À, book fair là hội sách nè. Ở trường của bạn Nam, last Saturday là thứ 7 rồi. Đó, đây là những dữ kiện mình cần tìm đó. They met a lot of teachers at the book fair. À, gặp nhiều giáo viên ở cái lễ hội sách này. Nam là detective story. Detective, thầy chỉ bạn nha. Detective story là chuyện trinh thám, chuyện Conan đó quý vị. Nam bought 2 comic books. Đây, mua 2 cuốn truyện tranh. Finally went home at 5:30 p.m. À, về nhà lúc 5:30 chiều. Đây là những cái thông tin mình cần tìm nha. Đó, về nhà 2 phút. Rồi, cùng đọc với thầy nha. Đầu tiên, my name is Nam. Last Saturday there was book fair near my school. À, là thứ 7 rồi, có một cái hệ hội sách near my school là gần trường tôi. Và còn đây là có một cái hệ hội sách ở trường của Nam. Vậy là sai rồi mấy em đúng không ạ? Phong and I went there. I went a lot about classmates. À, tôi và Phong đến đó. We met a lot of classmates là gặp bạn cùng lớp ở đó. Classmate là bạn cùng lớp. Bữa nay gặp giáo viên, vậy là sai luôn. First we visited the bookstore and looked at the book. Then we bought some book. À,
đi thăm đi vô cái cửa vào chỗ hàng bán sách và mua sách. I like comics. Mà Nam thích comic. I bought Doraemon and Sailor Moon. À, tôi mua Doraemon và Thủy thủ mặt trăng nè. À, hai cuốn truyện tranh này. Vì thì anh ta không thể nào mà thích chị trinh thám được. Thích truyện tranh mà đúng không ạ? Sai luôn. Mua hai cuốn truyện là đúng nè. They took a lot of photographs of famous writer, chụp hình với những cái tác giả nổi tiếng. Finally, I returned home. Half past four là trở về nhà vào lúc 4 giờ rưỡi. Half past four 4 giờ rưỡi này, 5 giờ rưỡi này sai nữa. Con câu đúng không em? Kiểm tra đáp án. Bấm ngưng video sửa bài. Con câu đúng một, còn sai hết. Cái này mình sẽ sắp xếp câu. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn một số câu tiểu đầu tiên nha. Câu này là câu hỏi là did you nè. Thì là chỉ did số 1 thôi thầy. Cái này là nhóm thầy là chữ take part in là chung một cụm với em. Còn chỉ tham gia. Câu 2 là tôi nè, tôi đầu tiên. Tôi mời ai đó, ok. Thế hay là ai nè, tôi nữa nè. Tôi đi đâu đó đó, ok. Câu số 4 là what nè. Câu số 5 là we. Thầy chỉ cho bạn làm cho dễ nha. Câu 1 là bạn có tham gia vào cái lễ hội thể thao ở trường. Câu 2 là tôi mời Tony đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. Câu 3 là tôi đi đến cái bữa tiệc sinh nhật của em họ, anh em họ vào ngày hôm qua. Câu 4 là bạn làm gì vào cái what did you do? Con làm gì vào cái ngày nhà giáo Việt Nam, cái ngày nhà giáo Việt Nam. Câu 5 là chúng tôi tận hưởng cái đồ ăn ở bữa tiệc. Ok. Rồi, sắp thử đây. Bấm ngưng video và thử đây. Cho nó bán nha mọi người, cho nó bán này. Câu 1 là gì ạ? Did you take part in the sport festival? Bạn có tham gia vào lễ hội trường không? I invite Tony to my birthday party. Tôi mời Tony đến bữa tiệc sinh nhật của tôi. I went to my cousin's birthday party yesterday. Đi đến sinh nhật của anh em họ. What did you do on Teacher's Day? Bạn làm gì ở cái ngày nhà giáo Việt Nam cuối cùng? We enjoy the photo party. Bấm ngưng video sửa bài. Cái này thôi phải làm cũng được. Cái này sinh nhật tên mình nè, nghĩa là bài này là tên mình, nhật mình vào thứ mấy, ngày mấy, mình mời ai, đầu tiên mình làm gì làm gì làm gì. Bài đó khó làm đi. Cái này mắc stress thôi. Video sửa bài. Còn gì không? Này qua bài mấy luôn em. Hôm nay qua hút bài mấy mười. Ok. Bài tới đây kết thúc rồi. Các bạn cố gắng xem hết video và làm bài tập cho gửi chụp hình gửi cho thầy nha. Này qua bài tiếp theo luôn rồi mấy mười. I'm sorry, bị nhầm. Goodbye.